Hồng Phượng xin chào tất cả các bạn. Cung điện mùa hè Scone Room là một trong những tòa nhà phong cách Rococo lớn nhất của Áo. Mỗi năm có hàng triệu du khách đến tham quan di sản thế giới được quốc tế công nhận này. Vào năm 1991, cung điện được sử dụng làm nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa hai đảng, đó là đảng Tự Do và đảng Cộng sản. Năm 1996, cung điện mùa hè được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Toàn bộ cung điện gồm 1.441 phòng thiết kế theo phong cách Baroque. Nơi đây là nơi nghỉ hè của Hoàng gia Áo nên gọi là cung điện mùa hè đó các bạn. Ngoài hệ thống phòng ốc được trang trí xa hoa lộng lẫy, cung điện còn thu hút khách du lịch bởi hàng loạt các công trình độc đáo như vườn hoa theo phong cách Pháp, vườn hoa theo phong cách Anh, sở thú lâu đời bậc nhất thế giới, 10 nhà kiến trồng cây hoặc là chuồng ngựa. Những bức tường điêu khắc tuyệt đẹp được sắp đặt khéo léo hai bên vườn. Ở giữa vườn là hồ phun nước, rất ấn tượng. Với diện tích 120 hectare, cung điện Scone Room và đất đai vườn tược đều thuộc sở hữu của gia tộc Habsburg trong 6 thế kỷ. Hoàng đế Maximilian II đã mua lại khu đất làm nơi săn bắn và hoàng đế Leopold đã ra lệnh xây lại cung điện. Kiến trúc Baroque ban đầu đã được xây dựng thêm nhiều lần ở triều đại Maria Theresa, hoàng hậu Áo thế kỷ 18 và mẹ của nữ hoàng Pháp Marie Antoinette. Cung điện sở hữu một mê cung được trồng chủ yếu các loại cây bản xứ được cắt tỉa và chăm sóc cẩn thận. Rất là đẹp nè các bạn. Toàn bộ cung điện mùa hè được bao quanh bởi những vườn hoa ngập tràn sắc màu và hương thơm. Ngay phía sau cung điện là vườn hoa kiểu Pháp với các loại hoa rực rỡ theo mùa. Ngoài cùng của vườn luôn là hai loại hoa trắng và đỏ, tượng trưng cho quốc kỳ của nước Áo. Đi qua hết vườn hoa là chúng ta đã có thể nhìn thấy cái tiểu đình Rorieste được xây trên một đỉnh đồi nhỏ. Từ tiểu đình Rorieste, từ đây bạn có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh xinh đẹp của thành phố Vienna. Và cũng từ đây bạn có thể chụp toàn cảnh cung điện Scone Room từ trên cao. Ngày nay, ngoài mục đích tham quan du lịch khá nổi tiếng bậc nhất của nước Áo nói riêng và châu Âu nói chung, cung điện mùa hè Scone Room còn là nơi diễn ra những sự kiện văn hóa và lễ hội quan trọng của nước Áo. Nơi đây cũng có một đài phun nước dưới chân đồi do nữ hoàng Maria Theresa yêu cầu xây dựng từ năm 1776 và được hoàn thành trong vòng 4 năm. Ngay trước cái chết của bà, đây là một cụm tượng rất là đẹp.
Đến với cung điện mùa hè, bạn có thể đi chơi cả ngày. Có rất nhiều ghế đặt trong các vườn cây được cắt tỉa công phu. Bạn có thể mang theo bữa trưa picnic của mình và thưởng thức chúng giữa rừng cây. Mỗi năm ước tính cung điện thu hút khoảng 7 đến 8 triệu lượt khách ghé thăm đó các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất nhé.